Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị lồng chim. Ngày hôm nay thì bên em quay cho em mẫu lồng nhé. Đây là cái mẫu lồng khuyên này, mẫu lồng khuyên vuông. Chất liệu gỗ của chiếc này là gỗ cẩm lai nhé. Tích đục của nó là đục chín công. Đấy, chín công chỉ size 22, size 24 và cao 28 cm. Đấy, chân quỳ mặt quỷ nhé. Đấy, chất liệu gỗ này, nan tre. Và đây là cái cây lũa treo tường, anh em có thể sở hữu cây lũa treo tường này để tăng thêm cái vẻ đẹp cho cái lồng của anh em. Ôi, cái hình này rất là đẹp luôn, nhìn như kiểu con cá sấu này, anh em nhìn góc này này. Đấy, nó như kiểu con cá sấu đang bò, rất là đẹp luôn. Đấy, cây lũa treo tường nhé, mỗi cây lũa thì sẽ có những dáng độc riêng nhé. Và anh em thì sẽ không thể sở hữu cái cây này thứ hai mà giống mẫu được, bởi vì cây lũa thì mình sẽ theo nguyên liệu và thế sẽ theo các dáng nguyên liệu của lồng có sẵn, cây có sẵn. Đấy, chỉ kết hợp thêm thôi, nên là những cây nó sẽ rất là độc. Cây này rất là đẹp luôn này, thế như cái kiểu con cá sấu đang bò, đẹp lắm. Cây lũa treo tường, đấy, anh em có thể mua riêng cây lũa hoặc sở hữu thêm chiếc lồng khuyên này nhé. Số điện thoại liên hệ là 0984 217 365. Kích thước của lồng là size 24 và cao 28 cm. Đây là phần đáy lồng này. Đấy, em sẽ quay trên cho anh em xem. Mẫu lồng này thì đây, ra đẹp luôn. Mẫu lồng vuông nhé. Anh em thích lồng vuông thì liên hệ với bên em. Đây là lồng sản xuất tại Việt Nam. Đấy, không phải lồng tàu. Với lồng tàu thì chỉ cái lồng trơn thì đã bằng giá rồi. Đấy, nhưng mà với cái chiếc lồng chạm cái này ở hàng Việt Nam thì giá rất là tốt luôn. Đấy, anh em đặt hàng thì liên hệ Zalo số 0984 217 365 để sở hữu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Anh em có thể lên website siêu thị lồng chim.net để xem mẫu và đặt hàng trực tiếp ở trên website của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.